Quang Linh Vlog bay gấp về Việt Nam khi Thủy Tiên gặp nạn. Gần đây, trên trang cá nhân của anh Nguyễn Tiến đã chia sẻ bức ảnh, trong đó Quang Linh Vlog cùng anh đã check-in tại quê nhà. Nhiều người không khỏi thắc mắc phải chăng chàng YouTuber nổi tiếng đã về đến Việt Nam. Như Quang Linh Vlog từng chia sẻ, anh cùng với Lindo và idol nuôi con trở về Việt Nam vào cuối năm 2022. Những thủ tục cần thiết đều đã được hoàn tất, fan hâm mộ đang ngóng chờ được gặp anh tại quê nhà. Vì thế, khi anh Nguyễn Tiến đăng tải hình ảnh anh và Quang Linh có mặt tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, đã làm cho dân tình không khỏi phấn khích, cho rằng cả hai đã về Việt Nam. Tuy nhiên, fan hâm mộ nhanh chóng phát hiện ra ở thời điểm hiện tại Hải Phòng không phải mùa hoa phượng đỏ. Bên cạnh đó, tại châu Phi cũng có loài cây này, có thể thành phố hoa phượng đỏ mà anh Tiến cùng Quang Linh Vlogs đến không phải ở Việt Nam. Dù vậy, fan của anh, ai cũng mong chờ màn hội ngộ giữa bộ ba chàng YouTuber nổi tiếng, Thủy Tiên và idol nuôi con. Quang Linh trở về Việt Nam thì điều mà dân tình mong ngóng nhất chính là dự án hợp tác giữa anh và hoa hậu Thủy Tiên. Theo những gì nam YouTuber hé lộ trên trang cá nhân, rất có thể cả hai sẽ cùng thực hiện một hoạt động thiện nguyện liên quan đến vấn đề học tập và giáo dục cho trẻ em. Trong đó có cả sự góp mặt của lôi con. Nói về Thủy Tiên, sau vụ kiện tụng, nàng hậu đã vạch trần mưu đồ của bầu show nhằm dâng người đẹp cho đại gia. Vào trưa ngày 5 tháng 11, vừa xuất hiện trước truyền thông, cô bật khóc khi nói về những ồn ào xung quanh vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay nợ với bà Đặng Thùy Trang. Cô khẳng định bản thân sẽ theo đuổi vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang dù có thể sẽ gặp rủi ro đến sự nghiệp. Thủy Tiên chia sẻ việc vì sao các bộ show, tú ông, tú bà hay nhắm đến các cô gái trẻ và đề nghị tham gia các cuộc thi nhan sắc để đổi đời. Việc tôi bị gài không chỉ riêng tôi mà rất nhiều cô gái trong các cuộc thi nhỏ, sẽ có rất nhiều dạng bộ show, tú ông, tú bà liên hệ tiếp cận những cô gái trẻ đi thi những cuộc thi nhỏ lẻ mong muốn được đổi đời. Tại sao là những cô gái trẻ? Vì họ làm sao có đủ tiền để trả khoản nợ 1 tỷ rưỡi hay mấy trăm triệu. Nhưng khi họ gài gắm những cô gái trẻ như vậy thì họ sẽ có lý do để giới thiệu cô gái đó đi cặp kè đại gia, cặp người này để trả tiền lại cho họ, hoặc thậm chí tệ hơn là đi khách. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nói câu chuyện này, đây là câu chuyện có xuất hiện nhưng chưa một ai dám nói ra, Thủy Tiên bức xúc vạch trần góc khuất. Thưa quý vị thấy những thông tin ngày hôm nay mà chúng tôi đã chia sẻ có thú vị không ạ? Hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh Việt Tin Nóng bằng cách giúp kênh đạt được 60.000 lượt theo dõi trong vòng 90 ngày, quý vị nhé. Xin cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của tất cả quý vị.